chạnh lòng thảm cảnh khi nhìn thấy chứng kiến những căn nhà đã bỏ hoang không dám ở do sạt lở đe dọa. Ở tới đây luôn. Đủ áo ngoài kia, một trâu bò u kèo rồi lý chân. Giờ tao ở đây có mình một đủ nguyên khổ. Rồi vậy. Nén lòng đập phá căn nhà chính mình đã bỏ tiền của ra xây dựng. Ông bà ta có câu: sống thì phải có cái nhà, tháp thì phải có cái mồ. Nhưng mà hiện tại nhà của mình vẫn còn đó, nhưng không dám vô ở. Cảnh nào đau lòng hơn cảnh này? Cái nhà tường này ta cũng bỏ luôn à cô chú, không dám ở luôn nè ha. Sạt lở quá chừng là đe dọa nguy hiểm rồi. Nhà lỡ cho còn miếng con khéo này ở bảy nó gì. Đường lúc ở ngoài luôn hả? Ở đường mù mù rồi đó. Con này nãy đi khéo lên trên đó đó. Hèn ơi. Đây nè, cái đường này nè. Nè. Thì nó đi xéo lên trên đây nè, tại chỗ cái đuôi phà đó đi thẳng lên cả luôn. Đuôi là ra ra mấy chục mét chứ hả chú? Thánh thằng ô cỡ không tầm cắt rồi. Trời ơi dữ hả? Mà nó lỡ vô lúc trong vậy đó hả? Trời ơi, đó nhà đây dữ lắm mà. Dạ Hồng Định mến chào tất cả cô chú anh chị và các bạn vị khán giả nha. Thì hiện tại em đang có mặt ở tại xã Long Thuận, Hồng Ngự, Đồng Tháp và đang trên đường chạy xe đến cái hiện trường sạt lở mà cảnh hết sức là hoang tàn. Khi mà sạt lở đã xảy ra rồi thì bà con mình đã đập phá nhà cửa nè để mà di dời cô chú, gọi là bỏ hoang cũng như là bỏ xứ đi luôn. Tại vì sạt lở kế bên thì không thể nào mà dám ở tiếp được nữa. Rồi giờ đây thì kính mời tất cả vị cùng với Hồng Định chúng ta đến đó để coi cái những cái nơi đó hiện tại bây giờ ra sao nha. Dạ. Dạ tới đầu đường là nơi đây người ta để cái bảng khu vực sạt lở này cô chú, cấm xe bốn bánh đi nha. Đó, người thấy không? Đây là cái đoạn đường cặp ở dưới sông ở tại khu vực Long Thịnh, Hồng Ngự nha. Chắc là cái chỗ sạt lở nó gần tới đó. Nhiều căn nhà người ta đã bỏ hoang không dám ở hoặc là di dời chỗ khác của chú anh chị. Vì ông bà ta có câu là con sông bên lở thì bên bồi á, đó là quy luật rồi. Nhưng mà rất là thương cho bà con mình, tất nhà ở cặp gần ở cái sông nè, mà thêm là cái thảm cảnh bên lở nữa, mà thêm diễn biến thời tiết bây giờ thay đổi rất là nhiều, cho nên là nhà cửa rất là nguy hiểm nha. Hiện tại thì mình đang ở nơi cái chỗ sạt lở này cô chú cũng nhiều lắm nha. Và xung quanh ở đây có những cái căn nhà mà người ta đã đập bỏ tháo dỡ đi về chỗ khác á, vì sạt lở không dám ở cô chú. Ở đây là chắc có lẽ là mới lở thêm nè, cho nên là người ta kè tràm thấy không? Những cái cây tràm nó còn rất là mới nha. Đó, ở đây là đường nông thôn. Còn đối diện đây là một cái sông cái nha. Giờ nhìn sông cái nó bự mình ớn quá quý vị. Đây người ta là câu dây chì vô nè. Con đường này là bây giờ chỉ là xe Honda đi thôi nha. Lúc trước xe lớn đi được, nhưng mà bây giờ nó lỡ quá chừng rồi, chỉ là xe Honda đi thôi. Đó. Giờ sạt lở dữ rồi ta. Cái chỗ này là nghe nói lúc trước là nó sạt lở là nhiều lắm nè. Cái bờ của nó là thẳng là tới chiếc xà lan luôn nha, mà bây giờ nó sạt lở vô nè. Cây cối ôm tùm nó phức cô chú anh chị mình không thấy đó, chứ là nó nhiều lắm nha. Cái căn nhà này là phải là do sạt lở bà con mình ta đập ta di dời không chú? Ở đây tổng cộng là cỡ thấy cũng nhiều đúng không? Nhiều lắm con, lụ mẹ giờ chú khổ lụ mà xin là người ta không cho. Nhà chú ở đâu? Đây nè. Rồi chú có bị ảnh hưởng sạt lở không? Thì nằm đây nè. Ở dưới đây luôn hả? Thì đây nè, vô đó rồi đó. Vậy đó hả? Ừ. Lúc trước là nhà chú ở dưới đây. Đấy. Rồi nó bị sạt lở, mất nhà luôn. Rồi bây giờ ở đỡ đâu? Rồi tội nghiệp chứ à. Ma nó khổ lắm con, giờ vợ chết vợ với con khùng, đủ mẹ cơm gạo không có ăn. Rồi cái khu này lúc trước là nó sạt lở vô tới trong luôn đó hả? Trời ơi, cái đường ngoài kia kìa con. Gì dữ hả? Ừ. Đường lúc ngoài luôn hả? Cái đường này nãy đi khéo lên trên đó đó. Hèn ơi. Đây nè, cái đường này nè. Nè.
thì nó đi xéo lên trên đây, tại chỗ có đuôi phà đó, nó đi thẳng lên chảnh luôn. Tôi nghĩ là ra ra mấy chục mét chứ hả chú? Thánh thằng ô cỡ công tầm cắt rồi. Trời ơi, dữ hả? Mà nó lỡ vô lúc trong vậy đó hả? Trời ơi, đó nhà đây dữ lắm mà. Ồ, thấy lỡ cái... đây là cái như giờ khổ. Lỡ là cũng là chấn động luôn ha. Trời ơi, tôi nói chú là nó ở đây là nhà dây như bàn tay. Giờ vô khu cứ chân hơn. Rồi à, những cái căn nhà này thấy nhà tường thôi ta? Ờ, nhà tường đập bỏ. Đập bỏ luôn hả? Ừ. Cái khu này là nó sạt lỡ nhiều hả chú? Thánh thằng ô đủ mà tao nói với mày là cái đường ngoài kia kìa. Dữ rồi trời. Đường lúc ở ngoài sông ấy hả? Ừ. Nó sạt lỡ tới nhà đây luôn. Nhà đụng ở ngoài kia, bò trâu bò u kèo rồi lý chân. Vợ tao ở đây có mình một đủ mười khổ. Rồi về về anh trai nó có lỡ nữa không? Chắc không. Đi hết được rồi. Hết à, bỏ quan nhiều lắm không? Thánh thằng ô tao nói không có còn cái gì chứ. Là dài cặp cái đường này luôn hay gì? Ừ. Rồi giờ mình chạy xe Honda được không? Không. Bỏ mà. Cái đây là đường cùng rồi. Dạ. Cái đây đường cùng đi đâu có được. Thì là chú chia sẻ lúc trước là đất lúc ngoài đó đó hay chú? Tới ngoài kia luôn á. Ừ, mà nhà nó... ngoài từ đó dài lên trển á. Đường đây này đi xéo lên trển á. Vậy là bên kia chắc nó bòi, bên đây nó lỡ quá. Ừ, bên ông Khánh nó bầu. Ổn ha, bên lỡ bên bòi ha. Ừ. Bên đó nó bầu giá thấy ghê không? Ừ. Mình ở bên lỡ thì nó bị thiếu ra mười mấy công đất. Mình ở bên lỡ thì nó bị nói chung là bên đây lỡ là lấy đất nhưng mà bên đây là quanh kia đó đúng không? Ừ. Bên lỡ bên bòi á. Mà đường mà xà lan nó cằn nó múc mới lỡ. Vậy đó hả? Ừ. Một lần rồi hồi hôm trong năm 60-70 chiếc xà lan đậu. Xà lan không bự hơn mấy xà lan này. Ừ, sân này cái sông này hút cát nhiều ha. Ừ. Bây giờ nó mãn rồi đâu người ta đấu cho lắm. Dạ. Còn cảm ơn chú nha, đang lại quay mấy cái hiện trường để cho con xem. Vậy là dài đó là nhiều lắm hả chú? Mà con đi hấp được. Dạ, đi bộ được ha. Đi bộ lần lần mà mày biết đi mới được, còn không biết rồi như thấp. Vậy hả? Ừ. Ồ, vậy nó cũng nguy hiểm ha. Ừ, cái đó nó thiệt tỉnh luôn. Dạ, 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 để con ấy. Thì chú chia sẻ với cô chú anh chị là lúc trước là cái khu này nè, là đất nó là lúc ngoài sông ấy nha. Ừ, ở chút mãi. Dạ, mà nó sạt lỡ vô. À, đây là những cái căn nhà nè. Đó, những căn nhà này người ta tháo dỡ, người ta di dời luôn, không dám ở tại vì ở gần đây sạt lở nè. Xin phép đi vô đây nha, ô Đà Phật. Nói chung là những nơi mà khu vực ở đây là sạt lở nhiều lắm nha, nhà cửa bà con mình tháo ra rồi đập bỏ này kia đặng mà di dời chỗ khác. Có một số thì người ta làm ăn ta cũng cắt được nhà, có một số thì gia đình nghèo đó vì hiện tại thì cũng đi Bình Dương làm mưu sinh, người đi bán nước tương, người đi làm công ty xứ nghiệp, gọi là tha hương cầu thật á, nó gấp qua cả lâm luôn rồi. Còn bên đó là một căn nhà tường nha, một căn nhà tường này mình thấy nếu mà bây giờ mà cầm các căn nhà này từ mấy trăm triệu nha cô chú anh chị, mà ta cũng cắn lòng cắn răng mà nén đau thương mà đập phá nè, đập phá đặng mà di dời, chứ không thì ở nó lỡ bất cứ lúc nào nguy hiểm tính mạng nữa. Có nghĩ mình thiết nghĩ là cái nhà bà con mình có xăng là lúc ngoài đây nè ha, ở đây là như là một cái làm cái hàng gào á, nhưng mà bây giờ nó lỡ vô hết trơn luôn nè. Bà con nào ở bên bồi á, thì nó bồi đất cả chục công nha, còn ở cái khu mà bên lỡ thì rất là tội nghiệp bà con của mình, gọi là bị thiệt thòi á. Bên bồi thì người ta đất người ta có thêm, còn bên lỡ thì càng ngày càng mắc, giống như là lấy bên lỡ bồi ấy qua bên bồi bên kia đó. Cái chỗ này là nó bị cái xăng nền của người ta nè. Giờ em định quay cái đoạn phim này, cô chú anh chị nào có những cái căn nhà trong đây ha, gặp được căn nhà của mình coi lại thì chắc có lẽ là cũng đau lòng lắm nha. Vì thấy cái căn nhà tường không, ngon lành luôn. Giờ đã bị tháo dỡ rồi nè. Mình đi dài ở trong nha. Xin phép các chư vị phước mặt phước mài có ở đây thì cũng cho con vào trong ghi hình cho bà con mình xem nha. Mình thấy nó bị găng nứt hết trơn nè, bị vào không biết có sao không nữa. Đây không định. Trời nắng chang chang luôn cô chú ơi. Bởi vì quý vị mình thấy mình đi quay cho cô chú chị mình coi ha, biết mà nắng nôi ha, mặt mày đen thui luôn. Nên là nhớ cho định một đăng ký một like nha. Để em tiếp tục ra video cho cô chú chị mình xem. Bây giờ không biết nên vào bên trong không. Ở bên trong em thấy nó
nó răng nứt quá chừng luôn rồi nè. Thôi cũng gắn niệm Phật để mà đi vào trong quay cho cô chú chị mình xem nha. Mô Di Đà Phật. Quý vị thấy nứt không? Nứt hết trơn rồi nè cô chú. Gọi là nhà quan không chủ là đúng rồi. Bỏ luôn quý vị, không dám ở nha. Đây là cái căn phòng toilet. Để em chuyển camera lại cho cô chú chị mình xem rõ nha. Đây là ở ngoài khu vực nhà bếp ngoài sau à. Ta cũng tháo ra, tháo cửa luôn ha. Đây là sàn nước. Đây là bếp ăn nè. Nhà còn mới khang trang lắm nha. Mình nghĩ nhà này bỏ là chắc cũng lâu rồi. Ở ngoài trước nó sạt lở, cái nền nó muốn bứt luôn rồi cô chú. Găng nước quá chừng này không. Đây thì nó có một cái kẽ chỗ cái cột này. Ở chung mùa mưa nguồn nước lên tới ở đây nó nguy cơ nó sạt lở thêm nữa nha. Gọi là ngậm ngùi và nén lòng nhìn thấy căn nhà của mình nó bị đổ dở từng giờ, từng phút, từng tháng, từng năm. Và chính tay mình cầm những cái búa, những cái đồ nó đập lên từng cái viên gạch, cục đá, bê tông. Bao nhiêu tài sản thôi, nhưng mà gọi là bắt buộc thôi. Nếu không có đập phá gì về thì sẽ bị lỡ nữa, nguy hiểm tới tính mạng luôn. Được quá. Trong này không, nó sụp lúng mà nó trôi cát cả, nó bọng hốc luôn nè cô chú. Để mình đi dài qua bên kia nha, qua đằng sau này còn những cái căn nhà nào không. Khu vực ở đây là cũng vắng nhà nha, trước là ở đông lắm nhưng mà sạt lở giết bà con mình gọi là bỏ nhà đi á. Để loại bò dài qua bên đây. Đây cũng có một cái căn nhà cây nè. Cây này là cũng bỏ luôn rồi cô chú ơi. Ở bên kia căn nhà tường, nguyên dãy này là nhà dữ lắm luôn nha. Mà bị sạt lở bà con mình không dám ở. Mô A Di Đà Phật. Nè, thấy tội quá vậy kìa. Có một ngôi bàn thông thiên nè. Bên kia căn nhà tường khổng lồ luôn, cũng bỏ luôn nha. Để em đi vào bên trong nha. Không biết cái sàn này nó còn trụ được không á. Gãy chân. Bước luôn. Nam Mô Di Đà Phật, con xin trình lễ cúng quyền các vị phước mật phước mài có nơi đây cho con vào bên trong ghi hình cho bà con mình xem nha. Có gì các ngài cũng quan hỷ cho con. Nhà không người ở luôn cô chú ơi. Ở đây em thấy hiện tại còn một chân dung đức thầy Tam Bảo nè. Quá chừng thấy đau lòng lắm vậy. Hình thầy bây giờ là nằm nghiêng đổ này ha, và bụi bặm này kia nè. Hỏi có ai ở đây mình hỏi cái mình thỉnh thầy này mình đem về nha, đem chỗ nơi cho bà con mình thờ phượng. Ngôi Tam Bảo nè. Những cảnh này muốn ghê lại luôn cô chú ơi. Đây là có lẽ là một trong những cái căn nhà xưa nha.
ở trên thì tôn nó tóc mái này kia, rồi một mối nó ăn một nhà hết trơn luôn quý vị ơi. Còn tay kèo gì nó mục hết rồi. Nhà quan luôn rồi. Nam Mô A Di Đà Phật. Khu vực này là ở ngoài sau nha, cửa buồng. Nơi đây là chỗ thờ của quyền Tam Bảo nè. Rồi, cái miếng chanh Tam Bảo nó mục hết trơn luôn rồi. Đây là cái căn nhà thứ hai đã bị bỏ hoang nha. Đặc biệt là mình thấy có hình thầy Tam Bảo bị cũ rồi, mối mọt nghi ngửa này kia, thấy rất là chạnh lòng. Có một ngôi bàn thân thiên nữa nè cô chú. Bây giờ em sẽ di chuyển tiếp những cái căn nhà tiếp theo nha. Và kế bên căn nhà này á, thì có một cái căn nhà tường. Căn nhà tường này ta cũng bỏ luôn nè cô chú, không dám ở luôn nè ha. Sạt lở quá chừng đe dọa nguy hiểm này. Nhà này nếu mà về đây á, thì sửa sang lại chắc có lẽ là ở bình thường nha. Nhưng mà gần đây sạt lở bà con mình cũng sợ nữa. Cây này kia thì nó cũng còn chưa đến đổi mục. Có lẽ là vì hoàn cảnh khó khăn bà con mình bỏ nhà để mà đi xứ lạ quê người mà mưu sinh á. Em thấy ổ phá luôn rồi nè. Nhìn căn nhà bên kia thấy tội quá vậy. Những cái lu nước, lu này lu cổ, chiếc giường này cũng đã lâu rồi, đã bị không xài đến, bị dãi nắng dầm mưa ha. Nãy chú kia ông nói là dài trên đây là dữ lắm luôn, bà con mình á là bỏ nhà bỏ cửa bỏ xứ đi cũng nhiều á vị, nhà cửa này kia đập phá tháo dỡ này kia ha. Ở đây những cái mùa mà nước lên nó sẽ nguy cơ nó bị sạt lở tiếp nữa nha. Em sẽ di chuyển qua nhà tiếp theo. Rồi con nhà tường này cũng đập phá luôn nè cô chú. Đây, nó ở bên trong căn nhà tường nè. Sao mà kiếm đường vào bên trong nha. Những cái căn nhà này, cái nhà cổ không nè vị. Mà cũng bỏ luôn, không dám ở. Đây có thấy cô ngoài trước nè. Chào cô. Cô con thấy mấy căn nhà đó là chắc lúc trước sạt lở bà con mình ta đập ta bỏ ta di về chỗ khác đó ha. Ừ, về vô dân cư. Rồi, ở đây thấy nhiều quá ha cô. Ờ, mà ở trong đó là chưa có nền. Chưa có nền hả? Mấy ông chưa có. Với chắc hoàn cảnh bà con mình đó cũng nghèo ha. Dạ dạ. Con thấy nhà bên đó nhà tường kìa mà cũng nhà đập. Tường dưới có thằng cậu. Dạ, con nhà kế bên nè. Dạ. Đập nhà đó làm ta đi chắc. Ta có đất nhà bây giờ. Cái khu ở đây là nó bị sạt lở dữ lắm không cô? Sạt lở. Dạ anh trển còn không? Thì nó cũng sạt lở vậy đó. Cũng nhà cửa bỏ cũng nhiều vậy đó hả? Ừ. Dạ anh trển là còn nữa. Còn. Rồi. Cô ở đây lâu chưa? Lâu vực ở đây là hầu đời cũng cố mình tới giờ là lúc tính ra cái trăm mấy chục năm rồi. Lúc xưa nó có bị gì nhiều không? Không, hồi xưa nó không có. Không có mình mới ở được cái đường mình mỗi lần mình nhìn người đó đó. Đường lúc hầu lỡ tới giờ mới lúc nhà lỡ cho em còn có miếng con theo này ở bảy nó gì. Đường lúc ở ngoài luôn hả? Ở đường mù mù ngoài đó.
ở gần nơi sông này thấy nguy hiểm á cô. À. Cũng lo, chắc cũng lo lắng kia. Ừ. Nhất là mùa mưa với mùa nước lên đúng không? Dông. Mưa nước nó lỡ mài vô lỡ nhiều lắm. Vậy là năm nào cũng lỡ chút vô chút đỉnh chứ. Nước lớn là nó lỡ nhiều, còn nước nhỏ thì lỡ. Tại vì mình đang ở bên đây bên lỡ ha, còn bên kia là bên bồi. Mà con mình ở bên lỡ chắc là thiệt thòi hơn. Là cô ở đây xưa giờ đời ông bà luôn. Hầu đời ông bà. Giờ ông bà mình nó hết rồi, con cháu còn ở nó. Rồi mặc dù là sạt lỡ mình vẫn sợ nhưng mà cũng ở không có chỗ. Không có chỗ, với hai nữa mình ở đây mình dễ sống. Chứ mình mà vô trong rồi mình sống sao được. Ở chẳng người ta trong khu dân cư nhà đâu người ta mua bán đồ những kia. Dạ. Còn mình bán ớ đó, bán ớ được. Ở đây như nước nâu rồi mình xài nó thoải mái. Vô chẳng xài nước, xài khối rồi không được tiền đâu đóng tiền. Dạ. Được nước, được điện, được này, được kia, được thứ. Ở đây như mình nuôi được con gà, hai con gà khi mình kẹt bán cũng có tiền xài. Còn vô chẳng là đâu có bán gì được. Ở đây hàng ngày cô bán đồ lặt vặt vậy đó hả? Bán lặt vặt mọi giờ cũng ế quá. Dạ, thấy đời sống bà con mình làm kiếm tiền khó hả cô? Khó. Nên là buôn bán gì nó cũng chậm hết trơn. Hồi đó có xà lan mất cát rồi đó. Dạ. Mình ở đây mình bán cho xà lan. Bây giờ cát bây giờ lấy cũng khó lắm, không có lấy nữa. Nếu lấy qua thì khu vực này nó cũng dễ lỡ ha, cho nên là cũng hạn chế. Hạn chế cái đó thì mình không biết. À, lúc trước là lúc ngoài kia luôn. Lúc 10 hả? Tới phao phải không? Phao đỏ đỏ đấy không? Đâu cũng có chèm đó. Ừ, vậy là cái sông này lúc trước là nó nhỏ đúng không? Mà nó lỡ cái nó bự gì đó hả? Sông lỡ. Hai cái cồn đúng không? Vậy hai sao? Cồn lỡ lúc hai cồn mất luôn. Ủa thì là cồn tới ngoài đó luôn. Ừ, nó lỡ. Hồi đó lỡ đây hai cái cồn đó. Thì mà nó lỡ cái còn cái sông thành sông cái gì luôn. Ừ, thành sông cái luôn. Lỡ mất hai cồn. Giữ hết cồn hồi đó người ta làm vậy á. Rồi giờ ở đây là càng ngày cũng càng lỡ, với là gai vô càng hoài. Thì lỡ tới đâu mình biết tới đó. Mà bây giờ tôi hết đất rồi. Hết đất luôn hả? Tôi còn đất thằng giàu người ta bao giây đó. Nè. Thằng nào tới đó nữa. Tới đâu tính tới đó ha. Tới đâu tính tới đó. Lỡ phải mình còn đất nhiều, lỡ cái mình về vô giờ, mà về cái hết đất là không biết sao ở chỗ đâu ở, cũng khổ bà con mình ở nơi đây đâu. Thì lỡ tới đâu rồi mình về tới đó, nhưng mà mình hết đất rồi đó. Hết đất luôn hả? Cô tới miếng gạo đó đã, miếng gạo đó. Còn có những, chưa được chục thước nữa ta, cái chiều thì vô ha. Ừ, không chút đâu. Dạ. Ở đây chờ im gì im lúc nào còn chờ một chuyển mưa dân mình. Sợ ha. Con thấy cái căn nhà này cũng che tạm bỡ không? Che tạm bỡ không? Dòng gió thấy nguy hiểm á cô? Dòng dữ lắm. Ở đây cô ở với ai? Chị, hai chị em. Hai chị em đó hả? À. Con đi làm hay gì? Không, hai chị em tôi cô đơn không có gia đình. Vậy là sống độc thân. Ừ. Ở giữa căn chòi nhỏ như thế cái nơi sạt lở đó nè quý vị. Hai chị em ruột ha. Hai chị em ruột. Cô nay chắc cũng lớn tuổi ha? Tôi năm mấy tuổi? Năm mấy, còn cô đó lớn? Cô đó 6 nữa. Dạ, đây là căn nhà của hai chị em nương náu với nhau ở. Cô này cũng độc thân luôn hả? Độc thân. Rồi hai chị em nương náu ở nhau vậy đó ha. Hèn ơi. Mà thêm ở gần cái nơi sạt lở này nữa, giông gió này kia, đất thì còn có chút xíu à cô chú anh chị. Thấy cũng rất là thương bà con mình đây luôn. Đây nè, những cái căn chòi nhỏ như là một cái quán bên đường vậy hả cô? Dạ. Vậy là đây dài lần kia là nó còn lỡ dữ lắm luôn. Hiện. Vậy là chắc mình đi bộ thôi chứ xe không được ha. Ừ, đi bộ được, nhưng xe nhỏ mình chạy được, xe không ra đó mình chạy. Dạ đất, dạ đất, dạ. Đất, mình chạy có đường nhỏ nhỏ chạy hoài, chạy quen chạy được. Thì sớm giờ cô chú anh chị chúng ta mình cũng đã nghe lời chia sẻ của bà con mình ở nơi sạt lở có những người rất là khó khăn ha cô chú anh chị. Hình như là hai chị em sống độc thân, dù biết ở nơi sạt lở này rất là nguy hiểm nha, nhưng mà hết đất rồi. Cô nói là lỡ tới đâu thì về chưa tới đó, hết đất thì tính sao ha. Còn xung quanh đây thì nó có những cái căn nhà mà bà con mình bây giờ ta không dám ở nha. Sạt lở này kia đe dọa đó, đây là căn nhà tường. Chỉnh lòng hơn nữa là một cái căn nhà cây nhà nó bị hư hết trơn rồi vậy. Còn ở đây là em thấy có một cái căn nhà tường lớn đó nè. Hiện tại là chủ đã gào rồi nha. Phải có chủ đây mình xin phép mình vào bên trong để mà ghi hình. Hiện giờ ta đóng cửa là em không có vào được. Rất là thương bà con mình ở một bên lỡ ha. Còn người ở bên bồi thì nó đỡ hơn, là có đất thêm. Còn bên sạt lỡ thì càng ngày nó càng mất đất. Căn nhà này mình mới thấy chạnh lòng ha. Đó. Vậy thấy không?
bền thông thiên này kia. Nhà này bây giờ có được cái căn nhà hợp cổ này ở rất là quý ấy vậy. Nhưng mà lo do lâu ở quá, mưa nắng này kia nó bị hoại theo thời gian nha. Tôi nói xét rồi nhà nó ở trong nó sụp lên sụp xuống, cây cối nó đã mục hết rồi. Còn ở đó là một cái căn nhà tường. Một cái sàn đất thì nguyên cái dãy này là dài lên đó là nó bị sạt lở nhiều lắm cô chú anh chị. Những cái căn nhà người ta đã đập phá và nó cũng đã bị rớt xuống sông cũng rất là nhiều nha, khi mà sạt lở rồi. Mà trên dãy trên đó cô nói là đi rất là khó nên là mình không có đến đó được nha, cũng như là người ta đã di dời hết rồi. Xung quanh đây thì khoảng 3-4 căn nhà đang bỏ hoang và bị đang tháo dỡ. Gọi là người ta có người thì có nhà thì có tiền người ta mua cái nền nhà khác ở nha. Có một số thì cũng được hỗ trợ và di dời. Còn một số thì bà con mình người ta nghèo khổ, người ta bỏ xứ đi làm ăn cô chú. Đây là căn nhà tường nè.